Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh Fanstar. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nhìn lại lịch trình bận rộn của BTS sau khi được bổ nhiệm làm đặc phái viên đặc biệt. BTS đã có một tuần lễ bận rộn với những nhiệm vụ mang tầm vóc quốc tế. Không còn là những nghệ sĩ nổi tiếng thông thường, BTS đã thực sự trở thành những quốc bảo của Hàn Quốc, đóng một vai trò quan trọng trong việc lan tỏa quyền lực mềm của xứ sở kim chi đến thế giới thông qua các sản phẩm âm nhạc cũng như sức ảnh hưởng khổng lồ trên mạng xã hội của 7 chàng trai. Đặc biệt, chỉ trong vỏn vẹn một tuần vừa qua, BTS đã có loạt trọng trách mang tầm vóc quốc gia khi tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có bài phát biểu quan trọng trước đại diện nhiều quốc gia. Không thể phủ nhận, những việc mà BTS đã và đang đảm nhiệm vượt xa tầm vóc của một idol K-pop thông thường nữa. Chỉ cần nhìn lịch trình của họ trong một tuần đổ lại, chúng ta sẽ không khỏi thắc mắc là idol K-pop hay những nhà ngoại giao thế này. Ngày 14 tháng 9, gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc được bổ nhiệm làm đặc phái viên đặc biệt. Sáng 14 tháng 9, BTS xuất hiện tại Nhà Xanh để diện kiến Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in trong lễ bổ nhiệm đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về thế hệ và văn hóa tương lai. Đây không phải là lần đầu tiên boy group đình đám thế giới này gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc, khi họ giờ đây không chỉ đơn thuần là các nghệ sĩ mà kiêm nhiệm luôn vai trò những đại sứ văn hóa của đất nước trên trường quốc tế. BTS đi phía sau Tổng thống Moon Jae-in và chụp ảnh lưu niệm tại sảnh của Nhà Xanh, phủ Tổng thống Hàn Quốc. Trong cuộc gặp mặt này, Tổng thống Hàn Quốc đã trao cho 7 thành viên giấy chứng nhận, bổ nhiệm đặc phái viên, hộ chiếu ngoại giao và bút máy đặc biệt. Chưa dừng lại ở đó, các thành viên sẽ tháp tùng Tổng thống đến cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 tại New York, một vinh dự mà chưa có idol K-pop nào trước đó có được. 7 thành viên BTS bên 7 quyển hộ chiếu ngoại giao đầy quyền lực. Ngày 20 tháng 9, phát biểu trước Đại hội đồng dưới sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Sau khi cùng phái đoàn Tổng thống Moon Jae-in đến New York, vào ngày 20 tháng 9, BTS đã có bài phát biểu tại phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về SDGs Moment, các mục tiêu phát triển bền vững với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các thành viên mới có lại lịch trình ra nước ngoài. 7 thành viên đã lần lượt chia sẻ tiếng nói của thế hệ trẻ, đề cập đến những vấn đề gồm phản ứng của thế giới đối với trước dịch bệnh Covid-19, tương lai của thế hệ thanh niên. Với tư cách những người trẻ, họ đồng cảm sâu sắc với những cảm xúc của bao người cùng độ tuổi, gặp nhiều khó khăn khi thế giới đang có nhiều biến động. Bài phát biểu của BTS chạm đến trái tim của hàng triệu người và gây bão mạng xã hội. Đặc biệt, khán giả của BTS không phải là những người hâm mộ bình thường, đó là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Hàn Quốc cũng như nguyên thủ nhiều quốc gia, đại diện các tổ chức quốc tế. Sau đó, boy group cũng đã có bức ảnh lưu niệm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Hàn Quốc bên lề hội nghị. BTS chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trình diễn tại sân khấu đặc biệt Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Không chỉ dừng lại ở một bài phát biểu, BTS đã trực tiếp biểu diễn ca khúc mới nhất Permission to Dance tại chính Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua công nghệ VCR. 7 chàng trai diễn xuất lịch lãm cất cao tiếng hát cùng giai điệu vui tươi truyền cảm hứng của ca khúc Permission to Dance tại một địa điểm mà không phải bất cứ một nghệ sĩ nào cũng có thể đứng ở đây. BTS cũng chính là nghệ sĩ đầu tiên của K-pop làm được điều này. Trước đó, chỉ một số nghệ sĩ danh tiếng với vai trò xã hội lớn như Beyoncé và Shakira mới có cơ hội trình diễn tại căn vòng quyền lực bậc nhất hành tinh này. BTS biểu diễn Permission to Dance tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ngày 22 tháng 9, tiếp tục thực hiện cuộc phỏng vấn cùng Tổng thống Hàn Quốc với đài ABC. Cũng nằm trong khuôn khổ chuyến công du Hàn Quốc của Tổng thống Moon Jae-in, ông cùng 7 thành viên BTS cũng có buổi phỏng vấn với đài ABC trên chương trình Good Morning America vào sáng ngày 22 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ thì BTS đã làm rất nhiều, nhưng được phỏng vấn cùng Tổng thống của nước họ thì đây là lần đầu tiên. Trong buổi phỏng vấn mới nhất này, Tổng thống Moon nói về những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đại dịch cũng như quyền lực mềm của Hàn Quốc. BTS cũng đề cập đến cảm xúc và nguyện vọng của họ với tư cách là một đặc phái viên cùng những ảnh hưởng tích cực của họ đến xã hội.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.